Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Campuchia triệu tập đại sứ Việt Nam yêu cầu rút quân. Bộ Ngoại giao Campuchia vừa triệu tập đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Quang Minh, liên quan đến vụ tranh chấp đang tiếp diễn ở khu vực chưa được phân định biên giới chính thức giữa hai nước, sát biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Khandai của Campuchia. Trang mạng Campuchia.com cho biết, Bộ Ngoại giao Campuchia vào hôm 2 tháng 6 năm 2020 đã yêu cầu đại sứ Việt Nam, ông Vũ Quang Minh, rút binh sĩ Việt Nam và phá dỡ các lều trại đã được dựng gần biên giới Campuchia. Đây là hình ảnh một sĩ quan Campuchia trái và một sĩ quan Việt Nam trước cột mốc biên giới giữa tỉnh Gia Lai của Việt Nam và tỉnh Ratchathani của Campuchia vào ngày 26 tháng 12. Bộ Ngoại giao Campuchia nói hiện vẫn có một số lều trại của Việt Nam bên trong khu vực biên giới của tỉnh Khanda. Bộ Ngoại giao cho biết vào ngày 1 tháng 6, Quốc vụ Khanh Ed Sofa đã triệu tập Đại sứ Vũ Quang Minh để thảo luận về vấn đề này. Báo Khmer Thai trích dẫn tuyên bố của Quốc vụ Khanh Sofia như sau. Chúng tôi yêu cầu Việt Nam tháo dỡ tất cả các lều trại đó trong thời gian sớm nhất, đồng thời tiếp tục duy trì hiện trạng khu vực cho đến khi các ủy ban biên giới của cả hai nước giải quyết xong việc phân định biên giới tại khu vực đó. Campuchia nói binh sĩ Việt Nam hồi đầu tháng này đã dựng 31 chiếc lều trong tỉnh Kanda. Trong một cuộc họp báo tại Hội đồng Bộ trưởng tỉnh Kanda Khong Sorop vào hôm 28 tháng 5 cho biết phía Việt Nam đã dỡ bỏ 9 trong tổng số 31 lều đã cắm ở biên giới. Trước đó vào ngày 13 tháng 5, Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho Việt Nam về các lều được Việt Nam dựng lên ở hai huyện của tỉnh Khanda. Nhưng các lều đó đã được dỡ bỏ trước khi chính phủ Việt Nam đưa ra phản hồi chính thức. Còn phía Việt Nam thì lại đưa ra thông tin rằng Việt Nam khẳng định việc dựng lều sát biên giới không có ý đồ xấu mà chỉ nhằm mục đích ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán. Phía Việt Nam nói các lán trại được dựng trên đất của Việt Nam, nhưng đó là khu vực hai bên chưa đạt được thỏa thuận phân cắm mốc giới, theo hãng thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Campuchia và Việt Nam chia chung một đường biên giới dài 1.270 km. Trong những năm gần đây, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định biên giới và đã phê chuẩn 86% đường biên giới chung. Việt Nam khẳng định dựng lều không tác động tới công tác phân định biên giới giữa hai nước. Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên phức tạp trong bối cảnh Campuchia ngày càng xích lại gần Trung Quốc. Nước đang có tranh chấp về chủ quyền biển đảo với Việt Nam và một số nước khác trên Biển Đông. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen bên phải tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó vào ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao tới Đại sứ quán Việt Nam yêu cầu dỡ bỏ các lán trại biên phòng đã dựng trong khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, Khmer Thai cho biết hôm 21 tháng 5. Tờ báo này cho biết chính phủ Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho chính phủ Việt Nam vào ngày 13 tháng 5. Khmer Thai dẫn lời ông Va Kim Hồng, Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia cho biết như vậy. Quan chức Campuchia cũng cho hay nội dung công hàm yêu cầu Việt Nam dỡ bỏ tất cả các lán trại. Trung tướng Lết Prerom, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biên phòng Campuchia nói chủ trương của Campuchia là cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình với các nước láng giềng, không sử dụng vũ lực để tránh tạo ra căng thẳng, bao gồm giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và tiến hành đàm phán. Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới dài hơn 1.000 km. Sau nhiều vụ đụng độ ở biên giới, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định biên giới những năm gần đây. Vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã ký các văn bản phê chuẩn 84% công việc phân định biên giới hoàn thành giữa hai quốc gia. Hiện Bộ Ngoại giao của cả hai nước đều chưa lên tiếng bình luận gì về công hàm ngoại giao Campuchia gửi cho Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng 3, Bộ Ngoại giao Campuchia đã thông báo trên báo chí tuyên bố tạm thời đóng cửa khẩu biên giới với Việt Nam. Đây là hình ảnh cửa khẩu Mộc Bài ở Campuchia và cửa khẩu này chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh có 60 km. Hôm 19 tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã gửi thông báo khẩn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc tạm thời đóng cửa biên giới với Việt Nam, không cho nhân dân hai nước qua lại biên giới Campuchia bằng đường bộ, đường thủy và đường không. Yêu cầu trên được đưa ra với mục đích tránh gây khó khăn giữa cửa khẩu hai nước khi Việt Nam đặt lệnh hạn chế đi lại và cách ly 14 ngày đối với công dân ASEAN, bao gồm cả người Việt Nam trở về nước. Được biết, hồi đầu năm 2014, các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Việt Nam về đất đai vùng Nam Bộ, nơi xuất thân của nhiều người Khmer Rom, đã bùng lên từ đầu tháng 7 với sự tham gia của hàng trăm người
sau khi ông Trần Văn Thông, tham tán chính trị của Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, tuyên bố rằng vùng đất mà người Khmer Krom gọi là Campuchia Krom, tức là khu vực sông Mekong ở Việt Nam, thuộc về Việt Nam từ nhiều đời nay. Ông Trần Marin, một đại diện của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom ở Hoa Kỳ nói như sau: đây là một vấn đề hiểu lầm rất lớn. Nước Việt Nam tới nay không có giải quyết vấn đề ông Trần Văn Thông đã phát biểu, gây sự bất mãn cho rất nhiều người. Việt Nam không quan tâm đúng mức, tìm hiểu đúng mức, xem sự việc nó có như thế nào, cho đến hôm nay nhà nước Việt Nam vẫn cứ làm ngơ. Cho nên sự giận dữ của dân chúng ngày càng tăng thêm. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Khmer Campuchia Krom Thạch Ngọc Thạch nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Việt ngữ qua email rằng không ai có thể thay đổi quá khứ và Việt Nam phải tôn trọng lịch sử. Đây là hình ảnh người Campuchia xuống đường biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh vào tháng 7 năm 2014. Trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, ông Thạch đã kêu gọi người dân Campuchia tẩy chay hàng hóa Việt Nam nếu nhà ngoại giao Việt Nam vẫn phớt lờ yêu cầu của họ. Hà Nội khi đó chưa chính thức lên tiếng về biểu tình bài Việt Nam mới nhất ở Campuchia, nhưng trước đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Campuchia Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh. Ông Lê Hải Bình cũng cho rằng hành động này cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, đồng thời với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước Việt Nam và Campuchia. Hồi tháng 8 năm 2014 khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị chính quyền Phnom Penh không để tái diễn tình trạng biểu tình đốt cờ Việt Nam mà ông cho rằng đây là gây tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam. Và giờ đây, đại dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc lại tiếp tục thổi bùng lên làn sóng thoát chung của các nước phương Tây. Với sức mạnh dữ dội như virus corona, trào lưu này tràn lan sang cả những quốc gia được gọi là đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á là Campuchia và Philippines. Và hai nước này cùng lúc đã có những động thái cho thấy muốn giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc cũng như nâng cao cảnh giác với quốc gia này. Phát biểu trong lễ động thổ một dự án ven biển tại tỉnh Sihanouk vào ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phủ nhận thông tin quân cảng Riem chỉ cho tàu chiến Trung Quốc cập bến, đồng thời khẳng định Phnom Penh chào đón tàu chiến của tất cả các nước đến đây, kể cả Mỹ. Và theo nhà lãnh đạo Campuchia, thời gian gần đây một số nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có Mỹ, bày tỏ sự lo ngại với Phnom Penh trước thông tin Campuchia chỉ ưu ái cho tàu chiến Trung Quốc đến quân cảng chiến lược nhằm hướng ra vịnh Thái Lan. Và ông Thủ tướng Hun Sen khẳng định nếu tàu chiến của một nước được cập cảng Riem thì nước khác cũng làm được chuyện đó. Chúng tôi không đóng cửa quân cảng với nước nào. Đây là hình ảnh múa lân chúc mừng hai tàu chiến Trung Quốc cập cảng Riem của Campuchia vào năm 2016. Ông Hun Sen nói rằng hiến pháp Campuchia không cho phép căn cứ quân sự nước ngoài được thiết lập trên đất nước ông, nhưng tàu chiến của các nước đến viếng thăm đều được hoan nghênh. Theo hãng thông tấn AP, nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng Bắc Kinh không cần lập quân cứ ở nước này bởi đã có căn cứ khác ở Biển Đông, là ám chỉ các thực thể nhân tạo trái phép mà Trung Quốc đã dựng lên. Cũng tại sự kiện, ông Hun Sen cho biết Campuchia sẵn sàng tham dự các cuộc tập trận chung với tất cả các nước. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được thực hiện sau khi mối nguy hại liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán qua đi. Một ngày sau phát biểu này, văn phòng của Thủ tướng Campuchia đã đưa ra thông cáo nhấn mạnh Phnom Penh sẽ không liên minh với nước này để chống nước khác. Thông cáo vào ngày 2 tháng 6 của văn phòng Thủ tướng Campuchia tuyên bố như sau: nhắc lại một lần nữa quan điểm của Campuchia để tránh mọi sự nghi ngờ liên quan đến quân cảng Riem. Campuchia không liên minh với nước này để chống lại nước khác hay cho phép sự hiện diện quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ. Và chúng tôi cũng không đóng quân ở bất kỳ nước nào khác ngoại trừ dưới cờ của Liên Hợp Quốc. Cách đây chưa đầy một năm, ông Hun Sen cũng phủ nhận chuyện Campuchia cho Trung Quốc thuê quân cảng Riem trong thời hạn 30 năm sau khi tờ báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên của nước này và đồng minh cho biết Bắc Kinh và Phnom Penh hồi đầu năm đã bí mật ký thỏa thuận cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân Riem của Campuchia ở vịnh Thái Lan. Và Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu vào ngày 22 tháng 7 năm 2019 cho rằng đây là thông tin bịa đặt tồi tệ chưa từng có nhằm vào Campuchia. Điều đó không thể xảy ra bởi việc đặt căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ đi ngược lại với hiến pháp của Campuchia. Được biết, căn cứ Riem do hải quân Campuchia vận hành thuộc tỉnh Sihanouk ở Tây nước này nằm trên bờ biển giáp vịnh Thái Lan. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Quân đội Mỹ và Campuchia từng tiến hành một số cuộc tập trận chung tại đây
trước khi quan hệ quốc phòng song phương trở nên nguội lạnh, trong bối cảnh Phnom Penh xích lại gần hơn với Bắc Kinh. Kể từ năm 2016, Campuchia đình chỉ vô thời hạn các cuộc tập trận chung với Mỹ, và đến tháng 8 năm 2017, quan hệ giữa Campuchia và Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Phnom Penh bị cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đất nước. Thay vào đó, quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc ngày càng trở nên khăng khít. Vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán, gần 3.000 binh sĩ Campuchia đã bắt đầu cuộc tập trận rồng vàng với Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận rồng vàng thứ tư giữa Campuchia và Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Thích Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên cùng khẳng định sẽ không hoãn cuộc tập trận rồng vàng vào năm 2020 bất chấp sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán. Thông báo trên được đưa ra sau lễ bàn giao thiết bị y tế bảo hộ chống dịch viêm phổi Vũ Hán của Campuchia cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho Campuchia trong những năm gần đây. Ngoài các khoản viện trợ quân sự, Bắc Kinh trong năm 2017 đã hỗ trợ Phnom Penh 11 triệu đô la để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương. Các dự án cơ sở hạ tầng tập trung tại thủ đô Phnom Penh và thành phố cảng Chia Núp đã khiến xứ sở Chùa Tháp thay đổi toàn diện về diện mạo một cách nhanh chóng. Đổi lại những khoản đầu tư kích xù từ Trung Quốc, Campuchia đã trao cho Trung Quốc lá phiếu và tiếng nói của mình bằng cách ủng hộ lập trường địa chính trị của Bắc Kinh tại các diễn đàn quốc tế về những vấn đề như tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông. Và nhiều nhà phân tích cho rằng việc đặt căn cứ Campuchia sẽ tạo ra cơ hội lớn và nới rộng tầm chiến lược quân sự của Trung Quốc một cách đáng kể và nghiêng cán cân quyền lực ở khu vực theo cách sẽ làm áp lực lên các nước lân kề trong ASEAN vốn có xu hướng đứng về Mỹ nhiều hơn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2020 với bản tin Campuchia triệu tập đại sứ Việt Nam yêu cầu rút quân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.